Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của Mitaman. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, xách tay những mẫu quần jean nam cao cấp, chính hãng và hàng hiệu. Và nếu như anh em đang có nhu cầu tìm kiếm về những sản phẩm quần jean nam thì Mitaman là đơn vị uy tín số 1 trên thị trường hiện nay. Trước khi đi vào video thì anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình về những sản phẩm mới nhất, hot nhất cũng như là nhận nhiều ưu đãi từ Mitaman anh em nhé. Ngày hôm nay thì Mitaman xin giới thiệu tới anh em một siêu phẩm, một huyền thoại, một đẳng cấp. Em này là mưa làm gió trong thị trường trong suốt nhiều năm qua mà chưa bao giờ gọi là hết hot. Và em này cũng thuộc gọi là top doanh số bán hàng. Em này có cái gì thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua. Em này sẽ có mã Levi 517 bót cắt. Tức là em này sẽ có một cái form dáng là form dáng ống suông. Nhìn như này tất cả mọi thứ em nó sẽ là gần như đen hết. Anh em có thể thấy là chỉ có một cái số mài bạc nhẹ ở dưới này thôi. Em này thì cũng được xách tay về nguyên chiếc anh em nhắc. Và tất cả mọi thứ siêu sủng còn nguyên si đây. Phía dưới bên này thì chúng ta sẽ có đây em này hiện tại trên tay của mình đang cầm là em size 28. Và phía dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái rest tag của Levi. Màu đỏ trên cái nền màu đen, ánh kim tuyến thật sự quá là đẹp luôn. Đường chỉ thì màu đen kết hợp vào là nó rất là đồng bộ. Cũng như là ở phần dưới này nó mài bạc thì bây giờ không làm để anh em gọi là nóng lòng nữa. Mình sẽ mở ngay cái sản phẩm này ra để cho anh em cùng chiêm ngưỡng xem là em nó là như thế nào. Như mình nói ban đầu ấy, em nó sẽ được mài nhẹ một phần ở phần đùi thôi. Còn đâu là em nó sẽ là theo form dáng là form dáng ống suông hay em gọi là ống rộng anh em ạ. Và cái em này thật sự là mình rất là ưng anh em nhé. Mình đã sở hữu em này rồi và mình đang muốn chia sẻ tới anh em cái sản phẩm này bởi vì là nó quá đẹp anh em ạ. Thật sự luôn, anh em khi mà lên cho mình cái chiếc quần này đảm bảo là anh em cân mọi loại outfit một cách vô cùng là đơn giản và dễ dàng mà không tốn quá nhiều thời gian. Với một cái chiếc quần jean nam màu đen như này, anh em có thể lên cho mình bất cứ ví dụ như áo, giày, dép, mũ, nón. Thật sự là quá là đỉnh cao cho một cái em quần jean nam Levi hàng hiệu chính hãng như này. Mà thật sự với anh em nhé, cái giá của nó thì cực kỳ là tốt. Nên là anh em nếu muốn sở hữu thì cứ liên hệ ngay tới Mitaman qua cái số mà mình để bên dưới đây. Cái em này thì cái chất liệu vải của em nó thì mình cũng nói qua này. Mình chỉ cần cầm như này thôi anh em thấy nhá, nó rất là mềm, thật sự luôn. Khi mà anh em mặc vào trong những cái ngày hè, anh em không mờ sợ bị gọi là bí bách, nóng hay là như thế nào cả. Nó rất là mát anh em nhé. Đây anh em có thể thấy này, vải rất là mềm. Cũng như là cái đường vải này, anh em khi mà anh em sử dụng, anh em không mờ sợ bị xù mà cũng không mờ sợ bị phai màu. Cái này mình khẳng định với anh em 100%. Nếu như anh em nào mà sử dụng bị phai màu thì đến đây mình xin hoàn lại tiền 100% cho anh em tất cả luôn. Phía bên trên thì chúng ta sẽ có những cái đinh tán màu đồng, màu vàng đồng nổi trên cái nền màu đen này. Cũng như là những cái phần guốc trắng này, nó rất là nổi trên cái màu đen đúng không ạ? Anh em có thể thấy là trắng với đen mà nó đi kết hợp với nhau thì thật sự là quá là đẳng cấp rồi. Cái phần cặp quần của nó thì đây, một số anh em có đặt câu hỏi là cái cặp quần của nó có co giãn không, thì mình xin nói thật với anh em cứ lựa chọn đúng với cái size số của mình thì là mặc rất là vừa vặn mà rất là đẹp mà anh em không phải sửa. Cái thứ hai nữa đó chính là cái phần cặp quần của cái em này nó không có co giãn đâu anh em ạ. Bởi vì là quần ống suông thì cái thiết kế nó to rộng sẵn rồi nên là anh em trừ khi là anh em ví dụ dài quá thì anh em có thể lên gấu. Một số anh em chưa biết cách lên gấu ấy, thì hôm nay thì mình cũng sẽ nói qua là lên gấu là như thế nào. Lên gấu là khi mà anh em vừa phần bụng này, phần đùi này, nhưng mà anh em chiều cao của anh em hơi thấp một chút mà nó bị dài ấy, thì anh em cứ ra tiệm may bảo là chị ơi chị lên gấu cho em đo đúng với cái kích thước của chân của anh em, thì người ta sẽ vẫn giữ nguyên cái gấu này cho anh em nhé. Đó, thì anh em coi như là anh em chỉ lên gấu thôi, còn cái gấu này thì anh em vẫn giữ nguyên, nên là không sợ bị mất cái gấu này, nên anh em đừng lo lắng. 517 bót cắt thì họ luôn luôn là có những cái gấu dưới này cũng như là thêu móc xích dưới này rất là đẹp và rất là chắc chắn. Ở bên trong này thì thật sự là mình cũng không còn một cái điều gì để mô tả với em nó, bởi vì là thật sự em nó quá đẹp và quá đẳng cấp rồi. Và nếu như anh em nào đang muốn sở hữu cái em 517 bót cắt màu đen mài có guốc thì anh em hãy nhanh tay liên hệ tới Mitaman qua số điện thoại mà mình để bên dưới đây. Số lượng có hạn, anh em nhanh tay nha anh em nhé. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình về những sản phẩm mới nhất, hot nhất cũng là nhiều ưu đãi nhất từ Mitaman anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.